Thưa xin được gửi lời chào thân ái đến cùng tất cả quý vị đang lắng nghe chương trình bình luận và chia sẻ tin tức trên channel của Thân Việt. Kính thưa quý vị, hôm nay với tập 953 ngày cuối tuần, Thân Việt xin gửi đến quý vị một câu hỏi khá hay. Khi mà Thân Việt dùng cái câu hỏi này của một vị khán giả ủng hộ cho chị Hai nhắn gửi đến cho Thân Việt, đó là câu có cay hay không khi mà chị Hai lại tái xuất giang hồ. Quý vị, Thân Việt cũng muốn hỏi quý vị có cay hay không khi mà chị Hai ngày hôm qua đã xuất hiện trở lại sau nhiều ngày vắng bóng, mà theo lời đồn của thiên hạ là chị Hai đi uống trà, đi ăn bánh, đi ăn cơm miễn phí, đi uống nước mắm, đi uống cái gì đó chẳng hạn như vậy, đúng không quý vị? Vậy thì hãy theo dõi chương trình ngày hôm nay để chúng ta cùng tìm hiểu thực hư câu chuyện như thế nào. Trước khi bắt đầu chương trình, Thân Việt xin được gửi lời kính chúc sức khỏe và mọi điều bình yên đến với tất cả quý vị. Quý vị đừng quên bấm nút like và để lại lời bình luận cho chương trình ngày hôm nay. Thưa quý vị, chị Hai sau vài ngày vắng bóng, nhưng quý vị, chị đã vắng đi sau cái hôm mà chị làm live show, live stream tại khu du lịch của chị ta. Ngày hôm qua thì chị không nói nhiều, xuất hiện đến hai lần nha quý vị, vào buổi sáng cũng như là buổi tối. Buổi tối thì chương trình ca sĩ lòi sĩ kéo dài đến khoảng vài ba tiếng. Thì chúng ta thấy được chị Hai rồi đúng không quý vị? Quý vị nào theo dõi mạng xã hội đều thấy được rồi. Chị ta vẫn khỏe mạnh nè, chị ta vẫn vui tươi nè, và vẫn rất là thích nói tiếng lóng. Dạ quý vị, thì bây giờ Thân Việt mời quý vị nghe sơ qua cái đoạn ghi âm của chị ta. Xin quý vị nghĩ làm sao nhé. Bữa nay ngày 25 này quý vị, chưa thấy dịch tân dịch chập gì mà tới mà kiếm tôi lắm nha. Quý vị thấy em vậy không quý vị? Rồi bữa nay em ăn dịch bó để mặc đồ để ngựa kia để đi chơi với quý vị. Tại cũng là Tây Nam này nha, trong phòng của tôi này nha. Đừng có nói rằng là bà Hằng bị công an bế nha, ông Dũng bế, ngày nào bế anh Dường hết nha. Lật tới lật lôi, lật xuôi, lật lừa, bỏ ra tôi lật lìa đó, chứ có bế lên công an thôi nha. Đâu ai chi ngu hai lần đó ha. Thì đám dịch tân dịch giật ngu quá đi à, ngu đến mực mình luôn hà. Đó, chia sẻ với vậy nha, bà Hằng vẫn sống nhanh răng, vẫn cười tung tăng nha. Bữa nay ốm thêm ký, nó đẹp gái dễ sợ luôn hà. Thôi chúc quý vị ngày mới vui vẻ, cứ từng vui vẻ nha, tôi đi chơi nữa đó quý vị. Thương quá à, trời người đâu đẹp ghê luôn hà. Sang dễ sợ luôn hà, Sang hướng hờn luôn hà. Cái ba nha, chị nào đánh lại lấy chim xíu nha. Ngửa xíu cho thấy mình chưa chết, mình ngày nào được. Rồi mà cái bà dịch tân gì đâu có tới đâu, thấy không? Nếu mà nói sai thì thôi là bà nhảy cái kiểu lambada của bà rồi. Đúng không mọi người? Cho nên là mình phải mở mang trí óc ra để lambada lắm. Nói gì đúng hay sai, miệng mình mở miệng ra mà nói không có sự thật, không có đúng thì nhục lắm nha. Nhất là mấy em nào mà nói bà Hằng bị bế đi rồi. Bế, đúng rồi, ông Dũng đem đọc bế lên giường nha. Cái này là có thiệt nha. Bế lên giường. Bế lên giường nha mọi người. Góc này đẹp nè, góc này đẹp nè. Mấy em nhìn nha, chị. Ôi da, trời ơi, cái bà dịch tân dịch giật gì đó giờ này mà chưa thấy tới đây nhỉ, đặt thì hiểu ha. Nếu mà giờ ai nói xấu quý vị, du khống như quý vị có chịu nổi không? Có im lặng không? Hay là tới nha nằm dạ rồi nhỉ? Rồi bà Hằng nói du khống tôi là diệt tân diệt đồ nha. Hả? Gương mặt chị Phúc Hậu hả? Lâu rồi, trời ơi, tâm sinh tướng thướng sinh ra tiền mà khổ kia gì đó. Trời ơi, ai cũng khen tôi đẹp là sao vậy? Cô ơi, khen tôi đẹp không hà? Mà đi khen chứ bộ. Hằng này Hằng thiệt không có Hằng bắt ke đâu nha. Cô ơi, có tuyển trợ lý không hả? Không, bây giờ cô kiếm trợ lý kim trợ lý đó, nói gì nói với cô cũng chờ Hà Nhi, Hà rồi Nhi Tân trở về với cô sớm nhất thôi. Cô dễ thương với những người có trái tim lương thiện nha, mà cô thật là đáng ghét những người mà trời ơi không có nhân tâm nhân tình với nhân dân hết. Rồi bây giờ bớt đẹp rồi đó, bớt rồi đó, tại vì bớt rồi đó chúng ta trời ơi xưa đẹp lồng lộn nha, đẹp nhất cái nắp luôn đó. Số hưởng ha, nhưng mà nói trời bà này mấy đời chồng trời có số hưởng mà cứ ganh tị hoài à. Cái hai con mắt cô không rất là có hồn nha, rất là to nha, mặc dù là giống như trái nhãn nhưng mà nhẵn héo nha. Cô nói không lại nữa hả? Trời ơi, cô nói bông lai, cô đâu tổ chức lai, cô đi chơi mà. Mắc mới gì cho cô nói vậy? Trời ơi, miệng tôi nói mắc mới gì không nghe, tao đi ra đi mắc mới cũng cho tôi nói vậy hả? Cô đẹp hả? Trời bớt rồi, bớt đẹp rồi. Thôi bây giờ nè, chút xíu thôi nha. Bây giờ tôi phải sửa sạc tắm rửa thay đồ mới nè. Lạnh quá mặc áo vô nè quý vị. Giờ chú bỏ cho mi coi nè. Đó, đó nghe nè. Đó, cái cuốn này là coi như là, trời ơi, nhiều người cũng xíu ốp xíu đau nha, không có giỡn đâu nha. Thôi thì bye bye, ok, có gì tối rồi tôi. Quý vị nghĩ sao quý vị?
À, chị hai, quý vị có thể nói rằng cái bà này bà chắc là khôn khôn nữa. Ô, quý vị, thế này thì nghĩ nghĩ hoàn toàn khác hẳn lại. Dĩ nhiên là cái buổi livestream vào buổi sáng ngày hôm nay ở vài thời điểm khác nhau, chị hai muốn nhắn gửi cho tất cả là tôi vẫn còn ở đây, tôi vẫn còn ở đây, tôi chẳng sao cả. À, chồng quý vị, tôi vẫn còn đây chứ vẫn sao, tại tôi vẫn vui vẻ, vẫn nói tiếng lóng, vẫn đầy đủ. Và cái video của chị là khiêu khích, cho quý vị, chị video của chị rất là khiêu khích. À, những ai mà cứ chù ẻo chị đi uống nước, uống nước mắm, ăn cái gì đó, đại khái như vậy, thì chị chẳng có đi đâu, chị vẫn tươi sáng, vẫn tươi cười, số vẫn hưởng, vân 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 vân, đúng không quý vị? Thì thật ra đó quý vị, thật ra đó cái câu chuyện của người phụ nữ Việt Tân, sau một thời gian mà vài ba bữa vắng bóng, mạng xã hội tự nhiên nó lặng chìm xuống một chút. Câu hỏi mà chúng ta đã đặt ra rằng chị đã đang hay là sẽ làm việc với cơ quan điều tra về hai cái vấn đề. Vấn đề thứ nhất là vấn đề Việt Tân, vấn đề thứ hai là ở trại An Phước. Thì thú thật với quý vị, thời gian sẽ trả lời. Thế Việt ngày hôm qua và ngày hôm kia đều nói với cái vấn đề này và cái quan điểm của Thanh Việt là Thanh Việt chỉ có ngạc nhiên cho quý vị và là nếu mà chị hai không bị gì cả. Bị ở đây đó quý vị là bị đi làm việc. Chị hai có thể là đã, chị hai có thể là đang, hay là chị hai sẽ, thì câu trả lời duy nhất là thời gian sẽ trả lời. Thanh Việt chưa bao giờ khẳng định chị hai đã đi rồi, chị hai đã đến làm việc rồi, chị hai đã làm việc qua đêm, chị hai đã làm việc như thế nào, thì cái chuyện đó đối với chúng ta không quan trọng. Người nhà của chị hai sẽ cảm thấy quan trọng câu chuyện này, còn đối với chúng ta không quan trọng. Nhà quý vị, chị hai có đi hay chị hai đã đi hay chị hai sẽ đi, thì cái điều đó đối với quý vị, đối với Thanh Việt không đi mới là quan trọng. Cái người phụ nữ kia đó cũng đã được mạng xã hội đồn, và ngày hôm qua Thanh Việt cũng đã phân tích. Quý vị, nó chỉ là một cái ví dụ thôi để chúng ta có thể có khả năng sàng lọc ra những cái thông tin mà nó thực sự không có một cái giá trị gì hết. Cho quý vị, chẳng hạn như cái tờ giấy mà gọi là truy nã, Thanh Việt cũng đã giải thích rất là rõ. Nhưng quý vị, không thể nào gọi là khởi tố một bị can và truy nã cùng một ngày. Cái điều đó là chúng ta biết được ngay đó là cái vấn đề nó sai ở cái điểm đó, chứ không cần phải có một chút công nghệ là nhìn những cái số trên cái tờ giấy đó nó có vẻ lạ lạ. Còn bây giờ cái tên của người phụ nữ là gì thì quý vị thấy trên mạng xã hội đồn là đầy đủ hết, đúng không quý vị? Nè, Hồng Loan, Phượng Đời, Chợ, rồi đợi, rồi chờ, rồi ngắm, rồi nghía, đầy đủ hết. Nhưng mà thật sự đó quý vị, cũng như là chị hai đã đi, chị hay đang đi, hay chị hay sẽ đi gặp cơ quan điều tra đó, nó không quan trọng. Tên của người phụ nữ này cũng chẳng quan trọng. Chị ta, cái người phụ nữ này đó quý vị, chị ta đó chắc chắn là một con người nha quý vị, chứ không phải là hồn ma gì cả. Chỉ có điều đó quý vị, chị ta đứng đáng là tội nghiệp vì chị ta bị vu cáo, rồi còn bị mạng xã hội đổi tên, mà chị ta được cha mẹ sinh ra, để cho quý vị đặt tên cho. Chị ta đi gặp idol thì bị idol vu cáo, rồi trong quá trình đó chị ta bị mạng xã hội đổi tên, đặt tên đầy đủ hết, thì đáng là một cái ngày mà quý vị, đó là cái vận khá xui cho cái người phụ nữ này. Chị hai, tôi mình đã nói rồi, chị hai cố tình làm cái buổi livestream này đó quý vị, và vào buổi tối đó để khẳng định là chị hai rất là khỏe. Chị hai có thể là hát một khoảng thời gian khá dài, mấy tiếng đồng hồ, để rất là khỏe, và chị hai khẳng định với người hâm mộ cũng như là người không hâm mộ, anti fan của chị đó quý vị, là tôi vẫn còn ở đây. Thì thật sự chuyện của chị hai có làm việc với cơ quan điều tra hay không, nhớ quý vị, nó chỉ tính bằng thời gian như Thầy Việt đã trình bày với quý vị. Tuy nhiên Thầy Việt muốn muốn quý vị nhớ cái câu này, đó là câu xin quý vị không thử cái việc làm của chị hai ở ngoài đời thường của quý vị.
Chị hai đã làm gì? Chị hai lên, chị hai nói về cái trại An Phước. Thì quý vị nào đã không may bước qua những cái thời gian mà thụ án đó quý vị, thì quý vị đừng, xin quý vị là đừng bắt chước chị hai để nói như chị hai nếu quý vị có gặp. Thứ hai nữa, quý vị nào muốn tạo dựng một câu chuyện về phản động để đẩy cái hình ảnh của mình lên trên mạng xã hội cho nó nổi tiếng, dù cái nổi tiếng này nha quý vị đánh đổi với những sự phê phán nặng nề, thì xin quý vị cũng đừng thử như vậy. Những gì chị hai làm nó giống như trong bộ phim của quý vị nha, giống như bộ phim đó, và xin quý vị đừng thử ngoài đời. Cái câu mà xin quý vị đừng thử ngoài đời đó quý vị, nó giống như là chúng ta xem những cái chương trình đó, người ta biểu diễn xiếc đó quý vị, biểu diễn xiếc nhá. À, và người ta luôn luôn đề rằng đừng có thử ở nhà, nó nguy hiểm lắm. Cái này là những người chuyên nghiệp. Thì thưa quý vị, chị hai, một người chuyên nghiệp, nói những kiểu nói lắm mà cảm thấy rằng rất là vô tư, vô số tội. Chị hai có một cái ekip và có một cái hệ thống hỗ trợ. Thanh Việt xin được lặp lại, chị hai có một ekip và một hệ thống để hỗ trợ chị ta có những cái tiếng nói. Và dĩ nhiên là chị ta có cái tài lẻ để có thể là thu hút được lượng khán giả. Quý vị cùng với Thanh Việt có thể là không thích chị hai, không thích chị hai nói, không thích nghe chị hai. Nhưng mà thưa quý vị, chúng ta phải đồng ý rằng chị hai có một lượng người theo dõi rất đông. Nhận quý vị. Và người ta thành công trên mạng xã hội là gì quý vị? Là có một lượng người theo dõi. Người ta thất bại trên mạng xã hội là không có ai theo dõi hết, và cái tiếng nói của người ta là không có giá trị. Nhận quý vị, cho dù là có nói hay đến mấy, nhưng mà ít có người theo dõi như Thanh Việt xàm xí sọ này, nó cũng chẳng có hiệu lực gì hết, đúng không quý vị? Vì vậy sự ủng hộ của quý vị, bấm nút like để lại lời bình luận, nó rất là quan trọng đối với Thanh Việt phóng sự. À, chị hai đó khiêu khích fan nha quý vị. À, cái người mà chị khiêu khích ngày hôm qua, không những quý vị Thanh Việt hay là những người phản biện, mà cái người mà chị khiêu khích đó quý vị, chính là cái người phụ nữ đó. Cái người phụ nữ mà bị vu cáo đó nha quý vị, bị chị vu cáo đó. Chị nói rằng có giỏi thì đứng ra la lên là tôi vô tội, tôi bị người đó thế này thế nọ. Thì thưa quý vị, chúng ta phải hiểu rõ như thế này. Quý vị đã nhìn thấy hình ảnh của người phụ nữ đó rồi, đúng không quý vị? Người phụ nữ đó là một người cũng ở tuổi 50 mấy tới 60 mấy, tùy theo cái vùng nha quý vị. Nếu mà người phụ nữ này ở những cái vùng khổ sở đó quý vị, nhà không có giàu như chị hai, đồng tiền khó khăn, thì người ta sẽ già trước tuổi. Thay vì không biết được rằng cái người này ở tuổi 50 mấy đến 60 mấy, nhưng là tầm khoảng đó mà thôi. Nghe đồn là cái người phụ nữ này hơi bị bệnh tâm thần, nghèo nha quý vị, và là một người rất hâm mộ chị hai. Thì quý vị có cảm thấy đau xót không quý vị cho cái người phụ nữ này? Và cái cách mà chị hai đối xử với người phụ nữ này đó thì thật sự không đẹp, đúng không quý vị? Thật sự không đẹp. Câu chuyện mà ngày hôm nay tới ngày hôm nay đó quý vị, thì những người nào mà bỏ qua cái đoạn gọi là ủng hộ hay không ủng hộ chị hai, chúng ta hãy nói thật với chính chúng ta rằng cái câu chuyện mà chị hai đưa lên đó nha quý vị, đừng vì câu view, câu like, đừng vì cái cảm tình dành cho chị hai, nói một cách rất là trung lập, nói một cách như là mình là họ hàng của cái người phụ nữ bị vu cáo đó. Quý vị có nghĩ rằng người phụ nữ này là cái tổ chức của nhóm Việt Tân hay không? Hãy nói bằng cái trái tim của mình, trái tim mà cha mẹ mình đã sinh mình ra để phân biệt được mình thì cũng là một con, nhưng mà nó không phải là con vật mà là một con người. Thì quý vị hãy tự nhận thấy đây là một câu chuyện phản động thực sự hay là một câu chuyện được chị hai dựng lên. Thực sự ra đó quý vị, nếu mà không có tiền, sự đi lại nó sẽ rất khó khăn, và cũng không có khả năng nha quý vị mà vô đến khu du lịch, vô đó gặp ai? Thưa quý vị, thông thường một ngày thường trong khu du lịch không đông người, rồi gặp ai? Và bảo vệ có cho cái người phụ nữ này nói không thưa quý vị? Và rồi
bà ta có thể lên trên mạng xã hội để lan tỏa cái thông tin này dễ dàng hay không? Thưa quý vị, không dễ đâu. Không dễ thanh minh thanh nghe đâu quý vị ạ. Không dễ thanh minh thanh nghe. Nhưng mà thưa quý vị, người ta hay nói rằng quả báo, nhãn tiền. Câu chuyện không thể nào dừng lại ở đây. Nó chỉ có thể là đã xảy ra rồi, hoặc là đang xảy ra, hay sẽ xảy ra. Đó là cơ quan điều tra liên lạc với người phụ nữ này để mời bà ta lên và xem xét những cái sự việc xảy ra để đối chiếu những lời mà chị hai nói. Đối với Thanh Việt, cái chuyện mà nó vừa xảy ra đó quý vị, thì Thanh Việt cứ nhấn mạnh lại là quý vị đừng có thử ở ngoài đời, trong cuộc sống của quý vị. Tại vì quý vị sẽ không tồn tại lâu như chị hai đâu. Nói vậy rất là rõ ràng rồi, đúng không quý vị? Nói vậy rất là rõ ràng rồi. Thì quý vị, cái người phụ nữ đó quý vị, trên màn hình của quý vị thấy thôi, một người đã được trình chiếu cả triệu lần trên mạng xã hội, đúng không quý vị? Chị ta là một người chưa nổi tiếng và bây giờ trở thành người nổi tiếng bất đắc dĩ. Và rồi thì mạng xã hội cũng đã đưa chị ta tìm được chị ta. Nhà quý vị, đây là người cùng một người hay khác một người thì thật sự Thanh Việt cũng không có lấy làm thú vị với câu chuyện 8 này cả. Nhưng người ta đã tìm được những cái tấm hình lúc trước của chị ta, cách đây cũng 7-8 năm gì đó quý vị, lúc đó còn trẻ trẻ. Chị ta được biết đến là người ở vùng Hậu Giang, Kiên Giang, Tiền Giang gì đó. Thì trên một cái trang Facebook của Nguyễn Xin, ông ta có đề rằng người phụ nữ mấy ngày qua được cho là người của tổ chức phá hoại Việt Tân có tên là Trần Thị Đời, quê ở Hậu Giang. Bà có chồng và hai người con gái. Vài tháng trước, bà có nói với người thân rằng bà muốn gặp chị hai vì bà ta rất là hâm mộ. Sau khi đến khu du lịch thì xảy ra tình huống như mấy ngày hôm nay. Từ sau phiên live của chị hai, bà đã được cơ quan chức năng mời lên làm rõ một số nội dung liên quan đến câu chuyện xung quanh cái buổi talk show. Theo gia đình thì bà có tâm lý không được bình thường, mang bệnh từ vài năm trước. Không, khi gia đình hỏi về sự kiện hôm đó, bà trả lời rằng ra hỏi chị hai, nếu chị hai ra đi thì chị cũng ra đi, chị sẵn sàng đi đi vào khám, vì vào khám ở Sài Gòn sướng hơn ở quê. Cái này mới không biết là thông cảm hay vô cảm. Thưa quý vị, đây cũng chỉ là một lời chia sẻ của một người trên mạng xã hội. Tùy quý vị, nhà quý vị nghĩ đây là đúng, đây là sai, tên là đời, tên là đợi, tên là chờ hay tên gì cũng được, nhà quý vị. Nhưng mà chắc chắn có một người phụ nữ như vậy. Chuyện của người phụ nữ này đúng quý vị, mà có đại diện cho tổ chức Việt Tân gì đó. Thì thưa quý vị, cái tổ chức này cũng phải thực sự là lú lẫn khi mà nhờ cái người phụ nữ này xuất hiện để bàn bạc một cái công chuyện gọi là lật đổ xuống đường trong một quốc gia mà kỷ cương rất quan trọng. Thì giống như là lạy ông tờ ở buổi này đó quý vị, những người đó là trở nên quá lú lẫn. Và như vậy thì chúng ta cũng chẳng gì mà phải sợ hết cả, đúng không quý vị? Rồi cái người này tiếp tục viết rằng đang làm ruộng ở dưới quê, tự dưng lên khu du lịch gặp idol của mình xong thì xong phát thành tổ chức khủng bố. Rồi mấy ngày nay chị fan của chị hai lấy hình người này người kia đăng lên đòi truy lùng người này người nọ người kia, mà toàn người tầm bậy, kiểu gì cũng 7,5 triệu. Nếu có những người đó bị gửi đơn, đây là có lẽ là pha đu idol kinh điển nhất trong lịch sử ngành giải trí, ghen gặp idol phát cuộc đời thay đổi luôn. Thì thưa quý vị, đối với Thanh Việt, như Thanh Việt trình bày rồi, thứ nhất, cơ quan điều tra nên sẽ có câu trả lời, chúng ta hy vọng là như vậy. Một lần nữa Thanh Việt chỉ nói trên lý thuyết, thực tiễn thì không biết như thế nào, nên không khẳng định được bất cứ một điều gì hết cả. Thanh Việt chỉ nói rằng đã, đang hay sẽ, thời gian sẽ trả lời. Chào quý vị, thời gian sẽ trả lời. Thực tiễn có thực sự giống lý thuyết hay không? Chị hai sẽ như thế nào thì chúng ta hãy chờ xem.
Tuy nhiên, Thanh Việt mong muốn rằng quý vị đừng bao giờ thử nghiệm giống như chị Hai hành động ở bên ngoài cuộc sống của quý vị. Quý vị sẽ có những cái kết quả không như mong muốn đâu. Và bây giờ này, quý vị khán giả của Thanh Việt phóng sự, có những người ủng hộ cho chị Hai, có những người không ủng hộ cho chị Hai. Họ có hỏi cái câu là Thanh Việt có cay hay không? Khi mà chị Hai vẫn bình thường, vui vẻ, khỏe mạnh, tái xuất trên mạng xã hội. Thì cuộc đời đó quý vị, thực sự nó không hoàn hảo. Dù trong gia đình của chúng ta nè, trong cái công ty chúng ta đang đi làm nè, trong xã hội nè, nó không hoàn hảo ở chỗ nào. Là nó có những câu chuyện trái ngang, có những câu chuyện bất công, có những câu chuyện bất bình, có những câu chuyện bực mình. Đúng không quý vị? Có những câu chuyện mà trong một gia đình anh em không cùng quan điểm, cho dù là một chuyện nhỏ. Dĩ nhiên là anh em sẽ có cùng một quan điểm trong một vấn đề nào đó, nhưng mà không phải bất cứ vấn đề nào cũng cùng quan điểm. Người ta mới nói là bàn tay năm ngón em vẫn kêu xa, có những nón thấp, nón cao, nón dài. Đúng không quý vị? Xã hội thì cũng vậy, có những cái xấu, cái tốt. Thành việc nói vậy có lý là có nghĩa là gì thưa quý vị? Có nghĩa là bất cứ chuyện gì cũng có khả năng xảy ra, chứ không phải là hoàn hảo, tuyệt hảo. Người ta mới gọi là thực tế luôn luôn khác lý thuyết. Tòa là nơi gì quý vị? Tòa là nơi phán xét công bằng, công lý được thực hiện với cái mục tiêu là đúng người, đúng tội. Đúng không quý vị? Không có chuyện oan sai, chạy án. Chúng ta phải hiểu là như vậy. Tuy nhiên cái đó là lý thuyết. Trên thực tế, nó là cái gì? Kính thưa quý vị, trên thực tế oan sai là có. Ở bất cứ một quốc gia nào, nhà quý vị, oan sai là có. Tại sao vậy? Tự vì người mà ở cái phiên tòa đó quý vị, họ là gì? Họ là con người. Họ là con người, chứ không phải họ là cái máy. Đúng quý vị? Họ là con người, mà con á thì nó có sự thay đổi. Mặc dù là phải có bằng chứng, phải có cái này, có nọ, nhưng nó vẫn có những cái vụ gọi là oan sai, cố tình hay vô tình. Nó có những cái vụ chạy án, cố tình. Cái điều đó chúng ta hiểu rõ, không có gì mà phải quanh co mà giấu giếm trong những cái vấn đề này. Cái quan trọng của bất kỳ một quốc gia nào, đó là làm sao hạn chế không còn nhiều những câu chuyện oan sai chạy án, những câu chuyện bỏ lọt tội phạm. Vì chúng ta không muốn trong xã hội cái đồng tiền là cái lời giải đáp cho bất kỳ một câu chuyện nào, hay nói một cái giọng điệu như chị Hai là lấy tiền che thân. Nha quý vị. Cái chữ mà hạn chế không còn nhiều, thành việc viết hoa, viết chữ in. Để làm gì quý vị? Viết chữ in để làm gì? Để quý vị hiểu được rằng xã hội chúng ta cần hạn chế. Ở mới tới một cái mức càng ít càng tốt. Chúng ta không bao giờ hoài vọng và mơ tưởng rằng hoàn toàn không có oan sai, hoàn toàn không có sự chạy án và hoàn toàn không có chuyện bỏ lọt tội phạm. Thưa quý vị, con người mà, nó có những cái sai sót. Miễn sao mà chúng ta hạn chế được. Đó là cái câu chuyện mà có lẽ là Thanh Việt cứ nhắc đi nhắc lại hoài. Ma Tăng Chân Quang đã thú nhận mình lãnh cái bằng giả từ trường đại học luật. Đúng không quý vị? Cái câu chuyện mà mọi người cứ thích chạy theo là như vậy là Ma Tăng thế này, Ma Tăng thế nọ, rồi nếu mà học giả thì có tu giả hay tu thiệt. Thưa quý vị, Thanh Việt muốn chúng ta hãy có một cái nhìn mở rộng ra một chút, mở rộng ra, bao trùm thật là rộng, thật là lớn. Và thay vì hỏi cái câu rằng Ma Tăng có bằng giả, vậy là tu thiệt hay tu giả, thì Thanh Việt xin quý vị hãy nghĩ đến một cái câu hỏi ngay lập tức. Đó là trường đại học luật đó đã phát bao nhiêu cái bằng như là Ma Tăng đã lãnh ở bên ngoài xã hội, và những cái người đang cầm cái tấm bằng đã chạy vòng vòng chung quanh chúng ta là bao nhiêu? 1, 2, 10, 1 triệu, 3 triệu.
trong suốt thời gian vừa qua. Và ngoài trường đại học luật còn có những trường nào phát những cái tấm bằng đó? Thưa quý vị, đó là cái câu hỏi mà chúng ta tập dần và quen dần để chúng ta hỏi, không phải là nhìn xã hội một cách thiếu tích cực, nhưng mà cái đó là cái hiện tại để mình nhìn nhận. Nhưng quý vị, để mình nhìn nhận cái câu chuyện, đây là một cái ví dụ này, thành việc cho quý vị thấy nè. À, mới đây nhất, ông phó chánh án tòa án cấp cao tại Đà Nẵng đã bị cơ quan điều tra túm lại. À, ông là phó chánh án tòa án nhân dân cấp cao, tức là khi mà chúng ta có một cái vụ kiện nha quý vị, rồi chúng ta ở cái vòng sơ thẩm, rồi chúng ta không đồng ý với cái bản án đó, thì chúng ta khiếu nại kháng án lên tới cái vòng phúc thẩm. Thì với một số cái tòa đó quý vị, thì người ta có thể lên tới tòa án cấp cao thuộc cái tỉnh thành đó. Đó là như vậy, trên một bậc của tòa án bình thường. Thì cái vị này ở chức là phó chánh án nó rất là cao, mà vị lại nhận hối lộ. Ồ, quý vị có thể quen với cái chữ chạy án, quen với chữ hối lộ, nhưng mà nó là một đó quý vị. Trong cái môi trường của tòa thì nó gọi là hối lộ, hay còn gọi là chạy án. Đây, tại sao Thanh Việt lại đưa câu chuyện này ra? Thanh Việt đưa cái câu chuyện này ra để quý vị nhìn nhận cái sự việc và nói rằng không chuyện gì là không thể xảy ra. Lý thuyết khác hiện tại nha quý vị, lý thuyết khác với cái thực tại của cái câu chuyện. Lý thuyết thì chúng ta có thể nói, có thể là luật sư Google, có thể là lên trên mạng tìm cái điều luật đó, rồi cứ thế nói là điều 130, điều 105, điều 331, điều cái gì đó, điểm A, điểm B, điểm C. Đó là quá dễ, cái đó là lý thuyết. Thành Việt hay nói đùa là luật sư Google, kỹ sư Google, bác sĩ Google đó quý vị ạ. Đó là mình Google lên. Nhưng mà cái thực tế đó quý vị, là chúng ta phải có kinh nghiệm đã hoạt động trong cái ngành nghề đó, thì chúng ta hiểu được rằng trên lý thuyết với cái thực tiễn nó khác nhau vô cùng, nó khác nhau vô cùng. Vì vậy cái vị phó chánh án này ở Đà Nẵng bị túm này, thì thưa quý vị, nó đã cho thấy rằng có những cái việc oan sai chạy án đã xảy ra tại cái tòa án cấp cao này. Nhưng quý vị, chứ không phải là chúng ta đi hối lộ cho cái vị phó chánh án này để vừa mới nói rằng tôi đẹp trai quá, có ai xin chữ ký không? Quý vị hối lộ để cho cái vị đó ký giùm cho quý vị. Không phải. Cái vị phó chánh án mà họ nhận hối lộ còn gọi là cái vị đó vừa mới chạy án cho một ai đó. Nha quý vị. Đó. Rồi, không lâu, cách đây vài tháng, thì lại có một vụ khởi tố cựu chánh án hành chánh, tức là tòa dân sự đó quý vị, bị bắt quả tang thẩm phán nhận hối lộ. Cơ quan điều tra Viện Kiểm sát Tòa án Nhân dân Tối cao bắt tạm giam một cái vị nữ cựu thẩm phán chánh án tòa án hành chánh thuộc tỉnh Kiên Giang, bắt quả tang một vị thẩm phán Tòa án Nhân dân huyện Dòng Riềng. Đó, quý vị thấy Thanh Việt đưa những cái ví dụ này ra để chúng ta nhìn thấy rằng, nhìn thấy cái gì quý vị? Thực tiễn và lý thuyết nó khác nhau. Vì vậy cái câu chuyện của chị hai nó đang xảy ra trước mắt của chúng ta cũng là một câu chuyện khá là bình thường, để quý vị không còn thắc mắc nữa, cứ hỏi rằng ủa tại sao vậy, có cay hay không cay, có như thế này không như thế này. Thưa quý vị, thực tiễn nó khác lý thuyết. Và quý vị đang ở vị trí nào? Nếu mà quý vị chưa ở cái tầm của chị hai thì chúng ta không nên thí nghiệm, không nên thử cái việc làm của chị hai trong cuộc sống hàng ngày của quý vị nhé. Gia Lai bắt một phó chánh án tòa án nhân dân huyện nhận hối lộ. Ngày 9 tháng 9, tòa nhân dân tỉnh Gia Lai xác nhận ông phó chánh án tòa án nhân dân huyện Đắk Đoa tỉnh Gia Lai đã bị điều tra về tội nhận hối lộ. Rồi, tờ VOV vào năm 2022, cơ quan điều tra Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao bắt quả tang ông phó chánh án tòa nhân dân tỉnh Bạc Liêu đang nhận hối lộ của một nữ bị cáo tại một khách sạn. Thưa quý vị, đầy đủ hết nha quý vị, đầy đủ hết. Rồi tờ Nhân dân tháng 10 vừa rồi luôn, đây,
tuyên phạt cựu phó chánh án tòa nhân dân tỉnh Bạc Liêu 4 năm về tội nhận hối lộ. Thưa quý vị, xây thật sao quý vị? Thưa quý vị, chỉ sơ sơ thôi. Chỉ sơ sơ cho quý vị, thực sự nó cũng còn nhiều chứ không phải là ít đâu. Nhưng mà sơ sơ cho quý vị, để chúng ta cùng hiểu cái gì. Quý vị đừng đặt cái câu hỏi rằng, ủa sao kỳ vậy? Ủa sao kỳ vậy? Đừng hỏi câu kỳ và đừng có cay. Tại vì nếu mà như vậy đó, chúng ta cay cả đời. Đúng quý vị, thực tiễn nó là như vậy. Mà chúng ta cũng không nên đặt cái câu hỏi, ủa như vậy là xã hội không có cái này, không có cái nọ. Ồ, không phải. Chúng ta phải nhớ rõ rằng cái con số mà những vị mà được đưa ra đó quý vị, trong tổng cái con số bao nhiêu chánh án, thì nó rất là ít. Cái tỷ lệ nó vẫn còn ít. Nên chúng ta cũng không nhìn cái sự việc xảy ra xung quanh chúng ta, bất cứ cái gì cũng thiếu tích cực, mà cũng không có một cái gì nhưng quý vị là tích cực cả. Nó phải có cả hai. Cái quan trọng là làm sao giảm, giảm cái xấu, tăng cái tốt. Thanh Việt vẫn giữ cái quan điểm là hai đi đâu mà về. Quý vị nào theo dõi Thanh Việt phóng sự đều hiểu được cái câu là hai đi đâu mà về. Nhưng quý vị và Thanh Việt vẫn giữ cái quan điểm đó. Hai từ thiện hay bố thí, một lần nữa Thanh Việt được lặp lại, không quan trọng. Và nó không thay đổi bất kỳ một cái quan điểm nào của Thanh Việt. Nhưng quý vị, một người từ thiện bố thí, họ được cái phước của họ, nhưng họ vẫn phải giữ cái quyền con người của người khác. Tại vì họ không nghĩ rằng mình giàu có, mình đưa thì mình có quyền làm cái chuyện gì mà sát hại danh dự, hạ nhục cái gì đó, chà đạp nhân phẩm của ai đó. Đúng không quý vị? Tại vì quyền cơ bản của con người là cái nhân cách của họ không thể nào bị chà đạp bởi một người, dù đó là giàu hay nghèo, dù đó là một tổ chức quan trọng hay không quan trọng. Nhưng quý vị, không ai có quyền chà đạp ai cả. Người ta phạm, mình nếu là trong một tổ chức, họ có quyền đưa người đó đi thụ án, chứ người ta không có quyền chà đạp người đó. Cái điều đó là nó hiện rõ lên. Nhưng quý vị, cái điều đó nó rất là rõ. Và đôi khi chúng ta đã sơ sót ở cái chỗ rằng chúng ta có cái quyền lên án. Và lên án nó có nhiều loại lên án, đúng không quý vị? Và chúng ta không có quyền. Vì vậy lúc trước Thanh Việt hay mở cái bài hát trong cái câu chuyện của chị Hai là người đàn bà 2000 năm trước. Không phải nói chị Hai là người đàn bà đó, mà nói với quý vị cái ý nghĩa của cái bài đó đó quý vị, là trước khi ném đá ai thì hãy nhìn lại chính mình. Chị Hai ném đá người khác, chị Hai nhìn lại chính mình, chị Hai có sạch sẽ như vậy hay không? Chị Hai nhìn chính cái bàn tay của chị Hai, đúng không quý vị? Quý vị cũng vậy, Thành Việt cũng vậy. Người ta nói mà quý vị, không gì là không thể, không gì là không thể. Và cái câu hỏi rằng nếu một ngày nào đó mọi câu chuyện từ Việt Tân cho đến An Phước cũng đi vào dĩ vãng, chị Hai vẫn nhăn răng cười. Hả? Đúng quý vị, thì chúng ta có cay hay không? Ồ thưa quý vị, chúng ta buồn chứ, chúng ta cay chứ. Cay ở điểm nào? Là vì chúng ta vẫn giữ cái quan điểm là cái thiện vẫn có đất sống. Và quyền con người là cái quyền cơ bản nhất, chứ không phải như là cái vị ma tăng chân quan kia trong một cái buổi mà bảo vệ luận án lại nói chứ vớ vẩn gì mà trách nhiệm rồi nghĩa vụ lung xà lung như vậy nha quý vị, và quyền. Cái điều đó là cái mà lập luận của một cái người mà cấp 3 cũng chưa xong đâu quý vị nhá. Nó vô cùng là, thưa quý vị, không biết nói làm sao thưa quý vị, nó đưa ra một cái viễn tưởng của một người mà không hiểu mà lại cố tình nói, thì đó thật là nguy hại khi truyền tải những cái thông tin đó đến cho mọi người. Tại vì chúng ta biết của quý vị, cái thiện vẫn có đức sống, và chắc chắn cái ác đó quý vị, không sớm thì muộn cũng sẽ bị đào thải. Mà cây đó là cuối cùng, khi mà tấm màn được hạ xuống, kết thúc mọi câu chuyện. Nếu mà chị Hai vẫn tươi cười, vẫn nhe răng cười, vẫn nhe răng để hát, để thở, thì lúc đó đó quý vị, thì lúc đó đó, đó là câu chuyện thực sự là buồn lòng. Và thế vì cũng vẫn nói rằng thực tiễn
khác với lý thuyết. Và xin quý vị đừng bao giờ thử cái hành vi của chị hai áp dụng vào cuộc sống của quý vị. Tại vì quý vị sẽ không được nhe răng cười, thở như chị hai. Nha quý vị, mỗi người có một tầng. Mỗi người có một tầng. Đó là câu chuyện hiện thực chúng ta cần nhìn nhận. Không cần biết quý vị ủng hộ hay không ủng hộ chị hai, điều đó không quan trọng. Hãy trở lại và công nhận mình là một con, nhưng là một con người. Nhà quý vị có trí tuệ, có sự hiểu biết, có suy nghĩ. Chỉ cần suy nghĩ nhẹ nhẹ một cái thôi, chỉ cần suy nghĩ nhẹ một cái thôi, thì quý vị hiểu được rằng chị hai đang làm gì. Và chúng ta có thể bắt chước chị hai được hay không? Yeah. Còn quý vị nào muốn bắt chước thì thưa quý vị cứ thử đi, rồi quý vị sẽ thấy được cái hậu quả. Thái Việt xin tạm dừng chương trình ở đây và xin kính chúc quý vị một ngày cuối tuần thật là vui vẻ, hạnh phúc và bình an. Xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình sau. I love you all.